Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc có thêm một ngày thu khá đẹp, đêm và sáng trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi. Chào mừng bạn đến với ứng dụng BadoVN, báo đọc bằng giọng nói hàng đầu Việt Nam. Bạn có thể tải hoàn toàn miễn phí trên Google Play cho Android hoặc trên chợ ứng dụng cho iPhone. Link tải được đính kèm trong phần mô tả cuối mỗi video. BadoVN luôn cập nhật tin tức 24 giờ nhanh nhất với đủ các đầu mục nóng hổi, thời sự, kinh doanh, pháp luật, sức khỏe, góc nhìn cuộc sống, tâm sự và đặc biệt, bạn có thể trao đổi hoặc tương tác với các thính giả khác. Giao diện ứng dụng được thiết kế thân thiện, trực quan, giọng đọc dễ nghe, truyền cảm chắc chắn sẽ làm quý thính giả hài lòng. Chuyên mục sức khỏe, cẩm nang các bí quyết sống khỏe, chăm sóc phòng tránh bệnh cho gia đình mỗi ngày. Tin mới nhất, nơi tổng hợp các tin xã hội, đời sống giải trí hot nhất 24 giờ. Chuyên mục tâm sự, chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, đặc biệt là các vấn đề liên quan chuyện thầm kín, tình yêu, hôn nhân gia đình. Hãy tải BadoVN này, link tải được đính kèm trong phần mô tả mỗi video. Chúc các bạn một ngày tốt lành, xin cảm ơn. Cao dưới 20 độ, vào trưa chiều trời còn nắng ấm, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3. Và đêm khu vực đông bắc bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Hà Nội hôm nay chào đón ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 trong điều kiện thời tiết lý tưởng. Trời không mưa, đêm và sáng sớm se lạnh. Từ trưa chiều có nắng ấm, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 20 đến 30 độ. Thời tiết trên rất lý tưởng cho các hoạt động vui chơi ngoài trời ngày cuối tuần. Trong khi đó, tại miền Trung hôm nay tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, kết hợp với hoạt động của không khí lạnh. Trọng tâm mưa tập trung tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi với cường độ mưa to đến rất to. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông ở miền Trung đã đạt đỉnh vào đêm qua, dự báo sẽ xuống chậm trong ngày hôm nay. Tình trạng ngập lụt sâu diện rộng ở vùng trũng thấp, các đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam vẫn tiếp tục. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định tình hình mưa lũ sẽ diễn biến phức tạp trong những ngày tới ở miền Trung, khi ngoài Biển Đông vừa hình thành thêm một vùng áp thấp. Dự báo trong hôm nay, vùng áp thấp có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tiến về phía đất liền các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, dự báo từ ngày mai đến ngày 13 tháng 10, miền Trung đón thêm một đợt mưa lớn diện rộng, lũ có thể dâng trở lại trên các sông. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tăng mưa so với hôm qua, trời nhiều mây, trong ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên từ 26 đến 29 độ, tại Nam Bộ từ 29 đến 32 độ.